Xin chào các bạn, và trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mình có thể đăng ký được tài khoản Binance, cách làm sao đó mình có thể xác thực và bảo mật được tài khoản ở trên sàn Binance như thế nào. Và đây là một video mà hướng dẫn mới nhất cũng như là chi tiết nhất, thì bạn hãy xem từ đầu đến cuối để có thể là làm được đúng những cái gì mà tôi hướng dẫn và chỉ cho các bạn cách làm. Thì đầu tiên thì bạn có thể bấm vào đường link phía bên dưới mô tả video này để dẫn tới cái trang chủ của Binance. Và bạn hãy nhớ là mình cần phải tới chính xác cái đường link nha. Chứ nếu không thì sẽ tới những cái đường link mà nó là cái trang không có thật. Đó, thì bạn hãy bấm vào đường link phía bên dưới video này. Đó, thì khi mà các bạn bấm vào đường link thì bây giờ nếu như bây giờ nó hiện lên là tiếng nước ngoài, thì bây giờ các bạn có thể chọn phía ngôn ngữ ở chỗ này. Bạn đã chọn là ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng ở đây thì mặc định thường là ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Sau đó thì bạn nó sẽ chọn vào phần là đăng ký. Đấy, chọn là phần đăng ký ở đây. Thì sau khi mà nó hiện tới cái phần đăng ký á, thì bạn sẽ nhập là email, mật khẩu và cái mã giới thiệu này á, thì nó mặc định là nó hiện lên được như vậy rồi. Đấy, thì bây giờ thì tôi sẽ nhập cái email của tôi vào. Và cái mật khẩu thì bạn đã nên là vừa có 8 ký tự và có vừa có viết hoa, vừa có chữ số. Đó, thì sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào tôi đã đủ được 18 tuổi, và lúc này thì tôi bấm vào phần là tạo tài khoản. Sau khi bấm vào tạo tài khoản thành công rồi thì chúng ta có cái thanh ở đây này, chúng ta kéo cho nó che cái này đi. Đấy, giống như chụp hình đó các bạn. Rồi sau khi mà mình đã làm được xong thành công rồi thì chúng ta sẽ cần phải chuyển đến email và mình cần phải xác thực cái tài khoản ở đây. Thì bây giờ là tôi sẽ vào cái email của tôi, và ngay lập tức thì tôi nhận được một cái email đã gửi tới và xác thực. Sau đó tôi bấm vào phần là confirm để đăng ký, xác thực để đăng ký. Ok, và tôi đã làm xong cái bước này. Tôi bấm vào phần đăng nhập. Tiếp theo là tôi lại chọn lại ở cái phần là tài khoản vừa nãy. Thì bây giờ tôi chọn là tài khoản của tôi, sau đó chọn là đăng nhập. Cũng tương tự như vậy là mình xếp hình, mình kéo cái ô vào để cho nó khớp vào với nhau, thì chúng ta sẽ đăng nhập được vào cái tài khoản Binance. Rồi, tiếp theo này, ở đây nó nói chúng ta là cần phải làm ra được cái bảo mật hai lớp. Thì cái bảo mật hai lớp này á, là cái rất là quan trọng để khi mà các bạn nó bắt đầu tài khoản á, để sau này khi mà bạn đã có được tiền rồi á, và coin ở trong cái tài khoản của bạn rồi, thì sẽ không có ai có thể đăng nhập được cái tài khoản của bạn nhá. Rồi tôi bấm vào phần là bắt đầu. Thì đây nó giống như là cái một phần để chúng ta có thể hiểu được hơn về Binance. Thì ở đây nó hỏi là địa chỉ nào, sau đây là giả. Đấy, thì bây giờ là chắc chắn là cái B rồi. Câu hỏi tiếp theo. Đó. Một plugin trên trình duyệt web khẳng định sẽ hỗ trợ giao dịch trên Binance, liệu có an toàn hay không? Thì chắc chắn là tuyệt đối không rồi. Bạn gặp vấn đề với tài khoản của mình và tìm thấy số điện thoại cho dịch vụ khách hàng của Binance, liệu có nên gọi hay không? Đó, chỉ khi nó xuất hiện trên một website có nhiều số điện thoại hỗ trợ khách hàng, tuyệt đối không. Một thành viên của đội ngũ hỗ trợ Binance yêu cầu bạn gửi một số thông tin để giúp bạn giải quyết vấn đề, vậy bạn có nên gửi hay không? Thì khi mà gửi thì nên gửi cái gì? Thì ở đây á, là ví dụ là mã xác thực hai lớp này, mật khẩu này, hay là private key của bạn này, thì tất cả đều sai. Rồi, bạn làm mất mã bảo mật hai lớp. Đó. Thì một thành viên của đội ngũ hỗ trợ yêu cầu bạn gửi phí để mở khóa tài khoản, liệu có nên làm hay không? Thì cái này là tuyệt đối không nha các bạn. Rồi thì sau đó là tôi đã hoàn thành hết tất cả những câu đố của bên Binance, và đó là sẽ là cái phần là để tôi đã vượt qua được cái phần ban đầu. Sau đó ở đây nó sẽ yêu cầu tôi là làm xác thực bảo mật hai lớp. Thì tốt nhất đó, nó sẽ có hai cách ở đây. Một là các bạn có thể xác thực qua xác nhận qua Google, hoặc thứ hai là xác thực qua SMS. Thì tốt nhất là các bạn nên xác thực qua Google Authent. Thì khi mà các bạn xác thực qua Google Authent đây thì nó sẽ bảo mật hơn rất là nhiều so với cả sử dụng trên SMS nha. Đấy, thì các bạn nó chỉ cần nó bấm vào cái phần là xác nhận Google ở đây. Sau đó thì bạn hãy cài cái ứng dụng về, các bạn nó tải download cái ví dụ là App Store hoặc là Google Play thì nó đều có. Sau đó chúng ta bấm một phần là tiếp theo. Thì ngay khi các bạn đã tạo xong, các bạn sẽ có như vậy rồi, thì các bạn nó sẽ có một cái QR code. Thì bạn chỉ cần nó quét cái QR code này trên cái ứng dụng mà các bạn vừa mới tải về á, thì nó sẽ ra là bạn đã hoàn thành xong cái bước là xác thực bảo mật hai lớp. Thì sau này nó sẽ có một cái phần đó chính là khi mà các bạn đăng nhập á, thì nó sẽ hiện ra một cái mã gồm 6 chữ số.
Và cái mã gồm 6 chữ số này thì cứ khoảng 30 giây hoặc là 60 giây do chúng ta cài đặt nha, thì nó sẽ thay đổi một lần và sẽ không có ai có cái mã này, bởi vì nó thay đổi được liên tục. Thì bây giờ giả sử đi, thì tôi đã xác thực rồi thì tôi bấm phần quay lại nhá. Tại vì tôi đã có tài khoản chính, tôi đã có tài khoản rồi nên tôi không có làm phần xác thực này nữa. Tiếp theo này, các bạn cần phải xác nhận cái danh tính của mình, thì đây chúng ta bấm một phần là xác thực. Thì nó yêu cầu là trước khi mà chúng ta cần phải xác thực danh tính á, thì bây giờ chúng ta cần phải xác thực bảo mật hai lớp. Thì ok, thì bây giờ tôi sẽ làm thử cho các bạn để các bạn có thể hình dung được cái cách làm luôn. Tôi bấm một phần là xác nhận Google đây. Sau đó tôi bấm một phần là tiếp theo. Kế tiếp tôi đã quét cái mã QR code. Ok, tiếp theo. Rồi bạn hãy nhớ này, chúng ta hãy cần phải lưu cái mã này lại nha các bạn. Bạn lưu nó vào một cái file note của các bạn đó, để sau này khi mà bạn lỡ bị mất cái authent á, cái xác thực hai lớp á, thì các bạn sẽ có cái mã này để làm cái mã dự phòng cho các bạn. Tôi chọn vào tiếp theo. Rồi tôi nhập mật khẩu. Và sau đó thì cái mã authent ở trên đó nó sẽ có 6 chữ số và cứ khoảng 60 giây nó sẽ thay đổi một lần. Tôi sẽ nhập cái mã nó vào để xác thực là tôi đã hoàn thành cái bước đó thành công. Ok, tôi đã hoàn tất. Sau khi mà đã xác thực được yếu tố hai lớp bảo mật rồi thì tôi tới một cái phần thứ hai, đó là xác nhận cái danh tính của mình. Tôi bấm vào phần là xác thực. Sau đó là tôi chọn vào phần là thông tin cá nhân. Kế tiếp ở đây là tôi sẽ điền tất cả những cái thông tin cá nhân của mình vào. Phần tên, họ đệm và phần họ, ngày tháng năm sinh của bạn và địa chỉ. Rồi sau khi ok rồi thì tôi sẽ bấm một phần là bắt đầu xác minh. Tới phần bắt đầu xác minh thì ở đây là tôi cần nó phải điền cái ID của mình vào. Nó là cái chứng minh thư các bạn. Start. Ở đây là cái phần này là phần passport hoặc là chứng minh nhân dân, thì tôi sẽ thường là sử dụng trên chứng minh nhân dân hơn. Bạn có thể là chụp hình selfie hoặc là trên máy tính bàn của bạn đó, máy tính của các bạn đó mà có phần là chụp ảnh đó, bằng camera, thì các bạn có thể chọn là take photo hoặc là tôi có thể là upload cái file của mình lên. Tôi chọn là phần upload file. Sau đó thì tôi sẽ upload mặt trước chứng minh nhân dân của mình lên. Thì cái lời khuyên dành cho các bạn đó là các bạn nên lưu tất cả những cái giấy tờ tùy thân, những cái thông tin vào một cái file trước, bởi vì sau này khi mà các bạn đăng ký bất kỳ cái gì liên quan về coin, về các sàn đó, thì các bạn cũng cần phải có những thông tin như vậy. Ở đây là chứng minh nhân dân mặt trước của tôi này, tôi bấm vào xác nhận. Sau đó thì tôi sẽ gửi cho họ là chứng minh nhân dân mặt sau. Chứng minh nhân dân mặt sau, tôi bấm vào xác nhận. Sau đó là nó sẽ bảo tôi rằng là tải lên một cái tấm hình của bạn. Đó, tấm hình của bạn nó sẽ có cái hình đây này, đây, tại một tấm hình avatar. Rồi tôi bấm vào hoàn thành. Sau đó thì nó đang xác thực cái thông tin tài khoản của tôi, đợi trong một vài giây. Sau khi mà chúng ta đợi nó một vài giây mà nó xác thực xong rồi các bạn, thì tôi sẽ lựa chọn là tôi chính là cái người sở hữu của tài khoản này. Nhưng trong cái trường hợp mà nó vẫn chưa có xác thực cho bạn, là có thể là cái ảnh của các bạn gửi nó chưa đúng cái chất lượng của nó, hoặc là cái chứng minh nhân dân của bạn đó là nó chưa được rõ ràng, thì các bạn nhớ chụp ảnh lại cái chứng minh nhân dân đó, và nó phải là rõ ràng đó, cái mã số, rõ ràng mã số. Và các bạn chú ý là khi mình chụp ảnh đó, thì nó không có bị ánh sáng đèn nó chiếu vào, và thứ hai là nó sát giống như tôi đang chụp ở đây này các bạn, được chưa? Rồi sau đó là tôi bấm vào xác thực là tôi là người sở hữu cái tài khoản này. Và sau đó I have complete on my phone. Rồi tiếp theo là tôi sẽ lấy cái mã QR code để tôi chiếu này, chiếu cái mã code này để xác thực là tôi đã xong. Xin lỗi các bạn, là cái phần này nó yêu cầu chúng ta là cần phải xác thực qua một cái app bằng điện thoại. Thì ví dụ như bây giờ cái app bạn nó chưa có cài về trên điện thoại, app nó cũng tên là Binance luôn, thì các bạn có thể download nó về và cài đặt vào cái điện thoại của bạn. Sau đó các bạn nó quét cái QR code. Nhưng giả sử đây tôi bấm vào cái phần là tôi chưa có app, tôi không có app, và bây giờ tôi muốn là xác thực qua cái trang web này luôn được hay không, thì bây giờ tôi bấm vào phần này. Sau đó thì phần là return to profile.
thì nó đã xác thực xong. Ở đây khi mà quay ra thì nó nói rằng là cái chứng minh nhân dân của tôi là đang chờ xác thực và xác thực hình như là bị lỗi. Thì bây giờ tôi thử bấm vào phần là verify đây này. Đó, thì nó thường là nếu như bây giờ các bạn nó làm vẫn chưa được á, thì các bạn nhớ vào làm lại. Đó, do là vừa nãy á, là tôi sử dụng cái hình ảnh có thể nó chưa được chất lượng cho lắm. Đấy, được chưa? Thì cái phần này nó rất là kỹ càng cho các bạn nhé. Đấy, thì đây là cái giao diện mới của phần là cái ví Binance. Đấy, thì bạn cũng có thể là khám phá thêm. Đó, phần dashboard. Trong cái phần dashboard này, đây nó mặc định nó nhảy của tiếng Anh rồi này. Thì bây giờ tôi lại phải quay về tiếng Việt. Chọn tiếp tục. Trong cái phần tiếng Việt ở đây này. Đấy, thì bây giờ chúng ta đã làm xong các bước. Và các bạn cũng có thể là đi tìm hiểu nó một chút ở phần ở đây. Ví dụ là phần ví, những cái phần lệnh mua bán, lịch sử cho vay, phần bảo mật, phần cài đặt thông tin cá nhân của các bạn. Đó. Ok, và bên cạnh đó thì bạn nhớ là hoàn thành cái xác minh danh tính ở đây để cho nó bảo mật được các thông tin cá nhân. Rồi, thì tôi đã coi như là hướng dẫn các bạn đã thành công để đăng ký cái tài khoản là Binance cộng với cái việc là chúng ta đã xác thực được cái tài khoản nó xong. Ok, hãy nhớ là mình đã sử dụng cái xác thực hai lớp ở đây để nó bảo vệ được cái tài khoản của bạn. Và bên cạnh đó thì bạn cũng làm hết những cái hướng dẫn của nó này để mình làm ra bốn cái phần bảo mật ở đây. Ngoài cái việc là xác minh danh tính thì nó có cái phần đó là anti-phishing code đó, và cái phần đó là làm ra được cái danh sách trắng nữa. Rồi thì trong cái video sau á thì tôi sẽ review sâu cho bạn hơn về cách làm sao đó chúng ta có thể là giao dịch mua bán các lệnh ở trên cái sàn Binance này. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn đã thấy video này có hữu ích cho các bạn thì đừng quên bấm vào nút like không và ủng hộ tôi bằng nút đăng ký kênh YouTube để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nha. Rồi, các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment phía bên dưới video để tôi sẽ hỗ trợ để đáp cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.